Cảm ơn ba bố con nhá, ở tận Sơn Tây yêu quý shop, chân thành cảm ơn đã đến với shop để chọn cho hai con trai mỗi người một xe. Đây bạn này đang lựa chọn con này. Rất là đẹp luôn. Twitter Aurora đổi màu, màu này rất đẹp. Quá đẹp rồi, chuẩn luôn. Đen và vàng kết hợp với nhau. Còn em trai là một cái Java Zonda màu đỏ này. Nó là con này nó là Fanker bóp vành anh ạ. Còn đây cái đâu là của nó là đầu carbon. Đấy. Còn đây là cả đầu carbon này. Đầu carbon đây này. Đầu carbon cá bập đúc liền khối. Đây là Twitter Aura, anh nhìn ánh kim của nó rất là đẹp, đổi màu luôn. Cực kỳ đẹp luôn, nó kết hợp giữa màu đen với cả màu vàng. Qua tặng máy nhiều nhiều này. Quá đẹp luôn. Chân thành cảm ơn gia đình ở tận Sơn Tây đến với shop để chọn cho hai con trai mỗi người một xe. Xe đạp thể thao VIP.com xin chào các anh chị. Khai giảng năm học mới, ba bố con từ Sơn Tây đánh ô tô đến với shop mua 2 chiếc xe đạp đua, mỗi con trai 1 chiếc, anh cả là chọn 1 chiếc xe đạp đua carbon Twitter Aurora 47 đầu cá mập màu vàng đổi màu. Còn em trai chọn 1 chiếc xe đạp đua Java Ronda R3000 màu đỏ tuyệt đẹp. Và cả hai mẫu xe đạp này đang có chương trình siêu sale từ shop. Tại shop luôn có đa dạng và phong phú các mẫu xe với giá rẻ không lối thoát để anh chị lựa chọn. Anh chị đang có nhu cầu mua xe đạp thể thao, hãy đến với shop, chắc chắn anh chị sẽ mua được chiếc xe đạp như ý và hài lòng nhất. Anh chị ở xa, đặt mua xe online, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà, rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Anh chị cần tư vấn thêm, hãy liên hệ với shop qua số điện thoại hotline 0989933958. Shop luôn sẵn sàng lắng nghe, tư vấn và trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của anh chị về xe đạp. Vâng, cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP trong vòng.